bữa khuyên sương tuyết đậm đà, nhớ trò còn ở miền xa chỗ nào, nhớ bên Tây, bên Nhật, bên Đức, bên Tàu. Bên miền cũng vậy mà bên nào cũng người dân buồn, thay ông đạo sĩ bần chỉ quá cặn kẽ cho dân. Chưa kỷ này xong rồi thiền nọ chứ ông ở lại, thì là phụng múa chứ đồng bài giang rền. Dân ơi đừng có đạm quên, ta không nói dối dựng nền Nam mở giá. Xuống bằng anh phổ đà tiên sáng, bị người đời phỉ bán khen chế, nhưng ta còn ở chưa về, dừng dưng lĩnh Phật chưa nặng nề, làm sao phải giải tu phục trào Phật quốc. Nước Nam đường tài vật xâm xê, dạy dân chút nữa rồi về, dân ơi bỏ sự nặng nề mau mau. Đặng an lạc phục trào trở lại, Việt Nam ơi trai gái vui vậy, sau này gặp Phật gặp thầy tiền muôn bạc lượng, chứ vậy đầy xâm xê. Người tu rồi bên lề thẳng bước, không còn ai nói ngược nói cầu. Tâm lành không có mưu sâu, làm sao gây trận giải dầu như xưa. Ngày nay ông nói sớm mà trưa, tại người chưa tập bãi bừa, làm sao giờ tập đi Nam trào vui vẻ. Biết hiếu trung cha mẹ rõ ràng, biết thương yêu sớm rồi ráy thương làng. Tình trong mà xã hội bình an tôn thờ, thì Đức Phật phất cờ vui vẻ. Đăng cứu người thoát kẻ gian tham, cả kiều bở bở già làm, sống an mà lạc quốc cứ làm việc trung. Đạo bằng nói ngày cùng quyết liệt, trời đăng tru không giết mình đâu, tại vì mình quá cao sâu tài mưu, mà mẹo có rồi đâu được con. Tự mình làm đài non cũng ra, tự mình đem căn bà thả trôi, cho nên dòng nước thúi rồi làm sao mình hưởng. Mà ôi thôi chứ sạch ngần, nay là chí lão bằng mới gợi, chốn miền xa ta đợi chứ lâu rồi. Đâu người giác đạo đi thôi, đợi người đừng thả nổi trôi bập bền. Người cứ nghĩ tuổi tên là lớn, qua trận đồ phải tận nghe chưa, thì là lộc lại sớm trưa. Mối gì mà tội lỗi ta chưa đừng gieo, dù đói khổ hiểm nghèo trung hiếu, dù đau sầu Phật ta biểu ráng tinh đắng, mà mình đổ thân mình cứu dân mà muốn thở, cho dân tình an nhiên nói theo Phật bình nguyên Phật dạy. Khỏi cung nghinh lại bái chi hoài, khỏi đem tài vật cúng ai, hay là vật phẩm trăm ngoài linh ở môn. Miệng làm sao linh hồn trong sáng, cảnh ở ăn cho đáng, làm người thì là Phật quốc vui tươi, Nam Hà cũng được chứ những người dân thơm. Buồn ơi buồn ơi, chưa hết buồn,
đêm dài, mắt lệ mãi trào tuôn. Tội gì mà nói hoài nói mãi, nói cho dân chúng biết cội nguồn. Thơ phú xuống trần biết là bao, không luận không tranh cảnh thấp cao. Mong người hiểu được ôi suy luận, bỏ đi tâm già quá ngạc ngào. Luận si cũng mất chẳng có còn, bằng nói ngày nay mắt thon giòn. Ta chưa gạt lệ làm sao hết, thấy cảnh không gian trăng khuyết tròn. Người hỡi người ơi, ở nơi nào sống trần sắp bùa lộn lao sao, ngồi đâu yên được mà tranh chấp. Tranh chấp luận suy cảnh sang giàu, sao không bước tới lễ Phật Thầy. Ở cõi ngôi trời chốn rộng mây, quỳ kinh ở đâu ngày cũng đổ. Miệng mình sớm sửa lại chiều say. Tôn kính Phật tiên khỏi lại dài, giác ngộ tu hành sạch ngày nay. Biến thân biến thể ôi cho gấp, tu niệm đắc thành gốc Như Lai. Dù ở nơi đâu Phật cũng gần. Đừng mua đừng bán nữa nghe dân, bán mình không biết cần không biết, sau này mất phúc chẳng hưởng ân. Sự thế ngày nay đã hết rồi, còn gì trong ngóng hỡi dân ơi. Tỉnh về cõi Phật cho an rành, Tây Phương có bậc ơi để ngồi. Chúa Thánh ra đời mất dân đi, ngàn năm muôn thờ có sự gì. Ngày nay quá sáng người không biết, còn lửng còn bàn hỡi biệt chi. Đêm khuya thơ phú rất rõ ràng, tinh vi bạch tuyệt chớ ngộ ngang. Câu nào câu nấy ôi rõ rệt, cả kêu cô bác thức hạng tàn. Ta là bộ máy của Phật trời, xuống miền hạ giới nghỉ ở nơi. Sợ người cốt mất ta lẫn trốn, trốn kẻ phàm phu chẳng trốn trời. Tỉnh tỉnh mau đi, ông đến gần. Tên gì ông nói hỡi cho dân,
lão bần đau khổ nhiều kiếp lẫn lộn nơi đây, chẳng bâng khuâng chân đạp hồng trần quá là lâu. Bình luận lý thơ chiếc từng câu, dài người ngộ nghịch đâu có biết, để trời bình trị lật cồn dâu. Tới đây nhiều sự chưa nặng này, kẻ đau mà người chết ta bên lề rồi ngổn ngang, để chi cái thứ chưa ăn càng. Lan qua mà như sói như lan kia kìa, bây giờ lão chẳng chưa về, ngồi buồn mà vào lúc canh phía, thở dài thở ra không kịp người ơi. Từ giờ bình địa rồi ngôi ở trời đổi thay, ta buồn chúng ngày nay không mơ rõ, tưởng Phật trời cây cỏ đạp nhầm, từ đây quá hỡi sai lầm, chắc rằng tiêu diệt âm mà thầm kề bên, đủ cách chết rỉ rên đền tội. Nghe chưa dân lặn lỗi làm gì, đó là đức đó từ bi, lão bần mơ nói dân di nhiều lời, cho người biết người đời tỉnh mộng. Lạnh chết đi là nghiệp cộng cu men, hồn kia xuống lỗ xuống hang, xác thân trả lại chưa rủi lầm cướp bu. Cứ nói ta là ngu là dại, đưa lý ra tông phái rùm ràng, mà trong tâm lại ngổn ngang, ta ngồi ta thấy rõ ràng không mở sai, nhưng mà thôi trần ai như vậy. Ta giữ thân cây gãy chống về giả, rồi lòng giá tái tê, ta đâu có ở rồi mê như người, đừng có dối vui cười mang tội. Bao nhiêu năm lặn lội xuống trần, hồn ta lại hỡi bâng phân, ta còn mượn xác tại trần lao đao, phải giữ gìn giúp nào cho vẹn. Đợi chờ trời đăng gian lốp màn, thầy trò trở lại Tây Phan, con ngồi phải nhớ nhẹ nhàng rồi đi, ngồi buồn thảm dân gì đôi tiếng. Ráng tu đi Phật hiện kề, rồi ngàn muốn sự thách đây thôi, ông cho biết trước nhớ rồi đừng xa, phải chấp nhận vậy mà cho gấp. Đừng chờ mình được gấp tiền muốn đây rồi mắc lễ trầu trào à tuôn muôn sự, mà thử thách chứ còn buồn trăm dư, ngàn thử thách bớ ngừ học đạo. Đừng có sanh có tạo việc gì, tay niệm Phật mau đi ngồi thuyền mà tu tịnh, đừng di đừng dời để nhận lãnh cái đời thử đạo. Thử coi mình giả mạo hay trong, đặng mà khăng khăng một lòng, ông đem về Phật chớ nâu sòng ông mở giao. Thử thách nhiều là mau là quý, đặng đem về trường thí đại quan, bút nghiêng thầy để đấy mà điểm cao thầy đó, chớ phê mà chớ ai tâu qua Di Lạc với Phật ngài. Rạng rồi ba tánh có hai chứ không nào, trên điều đỉnh thiên tàu còn ngã sự, lập
phong thần còn cử nay mai, nếu ai là bậc tài trai rắn trung rắn liệt rồi ngày mai nói ở đời. Thôi ta chúc vậy thời ba nga tanh, ráng tu đi cái cảnh không hiền, mình tu nói tiếp liền liền, chấp nhận căn quả mà nơ miền cho sống. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.